Xin chào tất cả mọi người. Thì sáng ra nhiệm vụ của em đó chính là serum căng bóng, kem face. Đó, đây là một cặp đôi không thể thiếu là mỗi buổi sáng và buổi tối của em ha. Thì hôm nay là em đã sử dụng hết, không biết sản phẩm tốt hay không, sản phẩm chất lượng hay không, nhưng mà riêng em là em đã dùng hết 6 chai rồi. Thì hôm nay là em tiếp tục đập hộp chai thứ bảy nha mọi người. Đây, đây là một cái hộp thứ bảy. Rồi hôm nay em sẽ khui ra cho mọi người xem ha, bên trong của nó. Đây. Đây đây là bên trong nha mọi người. Bên trong của cái hộp này nhìn rất là đẹp và xịn sò luôn ha. Đây, giá của này giá niêm yết là 499.000 nha. Serum căng bóng này dùng rất là mê luôn nha mọi người. Đây em sẽ lấy ra cho mọi người xem. Đây là một cái chai như thế này. Một cái chai này là 30ml thì chúng ta sử dụng rất là lâu luôn nha mọi người. Sử dụng tới 3 tháng nhưng mà em sử dụng nhiều quá. Em rất là thích dùng serum luôn. Đó, hôm nay là đây nó vẫn còn cái tem của nó nha mọi người, cái tem của nó nè. Hôm nay là thời tiết bắt đầu chuyển mùa se lạnh rồi nên là serum căng bóng là không thể thiếu được nha. Cứ sáng ra mọi người cứ nhỏ tầm 3 đến 5 giọt serum đó, và sau đó là mọi người sẽ cho một lớp kem face lên thì đảm bảo là cái da của mình nó rất là căng và mịn luôn. Đồng thời nó bổ sung collagen, xóa mờ đi những cái nếp nhăn nha mọi người, cung cấp độ ẩm cho da. Đó mọi người thấy không? Khi em nhỏ 3 giọt lên em bôi là cái da mình nó sẽ có một cái độ bóng mịn và căng nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Khi mà mình bôi lên là cái da mình nó có một cái độ rất là căng và mịn ha. Đó, sau khi mà mình bôi lên xong thì mọi người sẽ trong cái thành phần của serum căng bóng này, để em cho mọi người xem cái tinh chất của serum căng bóng ha. Đây rất là đậm đặc luôn. Đó mọi người thấy không? Với cái thành phần là serum nhân sâm và tinh chất oxen, nó sẽ giúp cho da chúng ta đàn hồi, se khít lỗ chân lông, đồng thời làm căng bóng và xóa đi những cái nếp nhăn trên da của mình nha mọi người. Và đồng thời là nó bổ sung collagen, cung cấp độ ẩm cho da, giúp da căng bóng mịn màng ha. Đó mọi người thấy không? Khi em bôi lên là cái da nó sẽ có một cái độ bóng nhất định nha. Đó. Thì cái serum căng bóng này hiện tại giá niêm yết của nó là 499.000 nha mọi người. Và đây là một cặp đôi mà không thể thiếu luôn, đó chính là serum căng bóng và kem face MV King ha. Đó, nếu như mọi người muốn mua hàng chính hãng hoặc là mọi người còn tư vấn gì thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho em nha. Xin chào tất cả mọi người.